Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi có một cái câu chuyện đầu xuân. Theo truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam thì ngày đầu xuân chúng ta thường đến thăm viếng nhau và chúc Tết cho nhau trong năm mới với đầy tràn những cái sự hy vọng. Hôm nay trong buổi họp mặt đầu xuân này, xin giới thiệu với tất cả quý vị, đây là những anh chị em của dân quan phường Đậu Lộc Hưng. Họ là ban đại diện, có anh Chánh, chị Thi và anh Trực, đó là trong ban đại diện của phường Đậu Lộc Hưng. Đây là anh Minh, là cái người mà nằm dưới bánh xe xích đó, anh mặc áo đỏ nằm dưới bánh xe xích, và hai anh chị đây là cư dân của phường Đậu Lộc Hưng. Xin kính chào các anh chị trong ngày đầu năm mới. Chắc là năm nay là một cái Tết mà có thể là để lại nhiều cái niềm đau buồn nhất cho các anh chị trong phường Đậu Lộc Hưng. Trong những ngày đầu năm mới này, cái cảm nhận của anh chị về cái Tết năm nay như thế nào? Thật ra thì với anh em chúng con thì từ những cái ngày mà ngày 4, ngày 8 tháng 1 vừa rồi á, là anh em chúng con đã, bà con chúng con là đã bị một cái cuộc tàn khốc như thế. Thì đầy những cái nước mắt trong những cái ngày tháng vừa qua. Cho nên là nhà tan cửa nát, tất cả mọi người đều tán loạn hết. Cho nên cho tới giờ phút này, đây là ngày 2 Tết, nhưng mà ở trong lòng của mỗi người chúng con hiện nay thì nó cũng không có một cái từ xuân, từ Tết ở trong này. Nó rất là nặng lòng, nó rất là chua xót mà nghĩ tới cái cảnh tượng của cái ngày 8, một cái ngày rất là tàn khốc như vậy. Cho nên là bà con chúng con nó rất là loạn lạc, thì không có cái từ Tết, từ xuân ở trong này. Nhưng mà vì là cũng vì tình thương, mến thương, cho nên là anh em chúng con cũng nhân cái ngày đầu xuân để đi đến thăm các cụ già ở trong khu vườn rau, và đồng thời cũng nói lên cái nghĩa cử yêu thương rồi kính trọng đối với các linh mục, là những cái người mà đã đồng hành với chúng con. Thì anh em chúng con cũng muốn là đến để thăm viếng các linh mục, để qua những cái lời cầu nguyện cũng như là qua những cái lời chia sẻ để thêm cái động lực cho bà con chúng con để tiếp bước một cái năm mới, là chúng con sẽ đi tiếp những cái bước là đi đòi công lý và quyền lợi cho cái mảnh đất của chúng con. Mời anh Chánh cảm nhận của anh về cái Tết năm nay. Kính chào quý vị. Trong nói năm mới thì song song đó là niềm vui. Niềm vui ở đây thì cũng khái niệm như vậy. Niềm vui nó nằm ở trong nước mắt, trong nước mắt và trong cái nặng lòng đó. Nói đến Tết, niềm vui thì con gặp nhau, bà con gặp, anh em gặp, những bác già đó niềm vui được. Và qua cái ngày 1 đó thì cũng đã trong cái tình thương, trong cái gặp nhau đó để qua cái nỗi buồn đó, thì đó là mùng 1, đó là niềm vui. Và qua mùng 2 thì cũng anh em cũng bàn với nhau là bây giờ thôi, không có ăn Tết rồi. Cái nơi mà ở gia đình đó thì đó là niềm vui nhất rồi, vì quy tụ hết trong gia đình rồi. Thì bây giờ cũng là trong đầu năm thì mùng 2 thì cũng là như chị Thi nói, dạ nhớ đến dạ quý mến nhất và nó nằm trong lòng đó, cái nghĩa cử nhất đó là các cha, các linh mục. Thì dạ dành trọn vẹn là sẽ đến với dạ hôm nay cha Vũ đây, và trên đường đi thì dạ sẽ ghé thăm những linh mục nào có thể ghé được trong cái lộ trình, thì thôi cũng xin chia sẻ niềm vui với mọi quý vị, với cha trong cái niềm vui của người bà con người dân và cái người trách nhiệm trước dạ tập thể. Cảm ơn. Và anh Trực có điều gì muốn chia sẻ với cộng đồng về cái Tết năm nay? Thưa cha, nhân dịp đầu năm chúng con đi đến đến với cha, có nghĩa là chúng con đi, chúng con đang tìm một sự bình an, đang tìm một cái niềm vui cho một năm mới. Bởi vì một năm mới là một năm mà ai cũng đã mong đợi một năm đó, một điều tốt đẹp trong suốt một năm tới. Thì năm nay năm đầu năm 2019 thì ban đại diện chúng con là những người trăn trở, bởi vì chúng con không chưa thoát ra một cái sự bàng hoàng mà nhà cầm quyền đập chúng con năm 2018, một ngày đen tối
ngày mùng 4, ngày mùng 8, một ngày đen tối mà một ngày nhiều người ta khủng hoảng và có những người bị tâm thần luôn. Đây là thứ ba người tâm thần và chúng con là những người ban đại diện trải dài 19 năm qua, không thể nào chúng con không nói đến cái tình thương xót đến nhau. Chính vì vậy chúng con đã tìm đến các cha để tìm cha một sự bình an nào đó trong năm 2019 này, và hy vọng là năm 2019 nó sẽ sáng sủa hơn. Đặc biệt là năm nay chúng con đến với cha Khánh của giáo xứ Mỹ Hội để chúng con đầu xuân bốc cái bức thăm Ngọc Xuân này, thưa cha. Ngày hôm nay ngày đầu tiên con bốc thì Ngọc Xuân ngày hôm nay đã gửi đến cho chúng con này. Tôi có thể là mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Thật sự ra thì chúng con chỉ là một người nhỏ mọn thôi, yếu đuối có, no nắng bồn chồn có. Ngày hôm nay nhờ Chúa dạy chúng con là con có thể làm mọi sự trong ơn Chúa Thánh Thần ban cho. Thì con tin rằng năm 2019 chúng con có một cái đường hướng đi và con tìm được sự bình an ở nơi cha Khánh có ý kiến với chúng con, cha Thành cho những lời ý kiến với chúng con và đến với cha Vũ ngày hôm nay. Và con sẽ còn tìm được nhiều sự bình an nữa trong 2019 và con hy vọng rằng sẽ có những cái tốt đẹp nữa trong 2019. Cái thứ hai nữa, chúng con đang dẹp bớt bỏ những cái buồn chồn lo lắng mất về vật chất, mất về cách này cách khác. Nhưng việc lớn nhất mà các cha cho chúng con năm đầu năm 2019 là cái căn tính của con người là phải biết cho đi cái này nhưng mà nhận lại được cái khác. Chúng con nhận được là được bài học để biết chia sẻ với những người bị mất mát, những người khổ đau, và đặc biệt giáo hội năm nay là đồng hành với những người nghèo, những người khổ đau. Thì con hy vọng rằng năm 2019 này Chúa sẽ dẫn chúng con đi, và con cảm giác rằng là năm 2019 sẽ có niềm vui khác thay vì vật chất này. Chị Thi bắt được câu lời Chúa nào chia sẻ với mọi người? Rất là tuyệt vời. Chị Thi là người thường là đại diện và là phát ngôn nhân của bà con vườn rau Lộc Hưng. Đúng là một cái câu rất là đúng với lại cái việc con đang làm. Biết đối đáp khiến con người vui thú, nói đúng lúc thật tốt đẹp dường bao. Châm ngôn câu 15. Châm ngôn chương 15 câu 23. Dạ. Thì đây là một trong những con nghĩ rằng là thanh ý Chúa gửi đến cho con, thì phải biết rằng là nói những cái lúc nào và phải biết đối đáp ra sao. Thì con nguyện sẽ sống với cái câu châm ngôn này trong suốt năm 2019. Đây là một cái điều mà con cảm thấy rất là vui trong những cái ngày tháng qua mà đứng lên để cùng nói lên một cái tiếng nói đòi cái quyền lợi cho bà con vườn rau Lộc Hưng. Thì con cảm thấy rằng là mình rất là hạnh phúc khi mà Chúa gửi trao đến cho mình ở một cái cách để phải nói, để mà cái nói dùng cho bà con, nói dùng cho bản thân gia đình con và nói dùng cho tất cả mọi người. Thì con cảm thấy rằng là tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã ban cho con một cái khả năng để con có thể làm được cái điều đấy. Cái hôm đêm giao thừa đó thì bà con vườn rau Lộc Hưng thấy hình ảnh được lan truyền đi, đó là cảnh bà con vườn rau Lộc Hưng quay lại cái mảnh đất của mình để mà đón giao thừa trên cái mảnh đất đó. Chị kể lại cho mọi người biết là cái đêm đó cái không khí như thế nào, cái giao thừa bà con lúc đó. Thì cái lúc mà bà con chúng con đang rất là, thực ra thì không phải là chỉ có cái đêm giao thừa mà bà con chúng con đang rất muốn trở lại cái mảnh đất của mình, bởi vì cái mảnh đất đó nó gắn liền với cuộc sống, nó như là xác là thịt của bà con rồi, cho nên rất muốn trở về vườn để mà sống lại với lại trên cái mặt đất của mình. Thì ngay đêm giao thừa là một cái đêm mà nó rất là linh thiêng, thì bà con chúng con muốn thực sự là về với đất của mình. Thì mỗi người mỗi nhà đều có những cái cách riêng để sống với lại cái cội nguồn của mình. Thì có gia đình thì cắm nhang, đọc kinh cầu nguyện với Chúa, ở các anh em tôn giáo bạn thì thắp hương để mà mời ông bà về cùng với lại gia đình để ăn Tết. Thì tất cả đều làm trên cái khu đất vườn rau Lộc Hưng của chúng con.
Thì sau đó thì chúng con có một cái buổi tất niên gặp mặt và đọc kinh cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ. Thì mỗi người đơn giản, chúng con chỉ là đơn giản chỉ là một cái bánh, cái kẹo, rồi cuốn chả giò, rồi ổ bánh mì. Nhưng mà đó cũng nói lên được cái tinh thần là đoàn kết của bà con vườn rau trong cái bối cảnh rất là hoang tàn, rất là bây giờ mọi người, mọi nhà đều đã tan tác hết rồi, nhưng chúng con vẫn quây quần ở bên cái mặt đất xương máu của mình để mà cùng chung vui với cái buổi tất niên ngày hôm đấy. Tạ ơn Chúa là bởi cái buổi ngày hôm đấy, cái buổi tất niên của bà con chúng con diễn ra một cách rất là tuyệt vời, rất là thành công và rất là vui vẻ, rất là chia sẻ yêu thương. Tạ ơn Chúa về cái điều này. Phía nhà cầm quyền cái hôm đó họ có cản trở, ngăn cản gì không? Dạ không. Cái về nói về tới lực lượng công an chức năng của ngày hôm đó thì đúng là cái ngày hôm đó là tạ ơn Chúa, là bởi vì họ để yên cho chúng con tổ chức một cái buổi. Có lẽ rằng là họ cũng nghĩ rằng là đây là một cái điểm giao thời, một cái điểm giao thời và cái một cái sự việc rất là linh thiêng, thì họ sẽ không thể nào làm được cái việc đó. Con nghĩ là như vậy. Cho nên là tạ ơn Chúa là họ để cho bà con chúng con thực hiện một cái cách rất là hoàn hảo. Thấy đọc kinh không phát loa, đúng không? Dạ, vâng. Mọi lần khác thì đọc kinh là vâng. Phát loa lên. Dạ. Nhưng mà đêm đó thì thấy là đọc kinh, dạ, vâng, thì không bị tiếng loa phát. Dạ, vâng. Nhưng mà sau đó là cái ngày mùng 1 Tết đó, sáng ngày mùng 1 Tết đó, là thấy các lực lượng chức năng tiếp tục kéo ra đó. Dạ vâng, từ ngày hôm qua tới hôm nay mùng 1, mùng 2 thì vẫn có các sắc màu ở trên cái khu đất của nhà chúng con. Thì có sắc màu nhiều hơn là những anh em bảo vệ. Những anh em bảo vệ thì sắc màu có vẻ nhiều hơn. Chứ còn là như sắc phục công an hay là công an cảnh sát giao thông thì cũng không có mấy. Rồi một cái hình ảnh nữa mà cũng gây chịu xúc cảm cho cộng đồng, đó là những cái cây chuối non nó mọc lên từ cái đống đổ nát xà bần gạch đá trồi lên một cái mặt xanh đó. Thì sau đó thì là nhà cầm quyền là tới là nhổ nó đi, đúng không ạ? Thì thấy là cái câu chuyện đó là cũng là thấy rằng là nhà cầm quyền là muốn chuyển bằng mọi cách để triệt vào cho bằng được cái mảnh đất của chúng ta. Nhưng mà từ cái ngày đến đó đến hôm nay đó thì có nhiều nguồn tin nói bàn của tháng là có một số chấp nhận bồi thường và đã đi. Thì không biết rằng là những cái người đó họ nhận cái giá bồi thường như thế nào và họ đi đâu, là có phải cư dân ở đó hay không, hay là họ như thế nào, anh chị cho mọi người biết thêm cái thông tin này. Dạ, con có thể trả lời được cái câu này bởi vì rất là nhiều báo đài hỏi con về cái việc này. Thật ra thì mới đây nhất là họ đưa ra một cái thông tin là 111 hộ dân trên 121 hộ dân đã đồng ý đổi tên. Thì con trả lời như thế này: thực ra nếu mà là 111 hộ dân đã đồng ý ký tên thì chắc chắn là nhà cầm quyền họ thắng rồi, bà con chúng con thua rồi. Nhưng mà với cái sự mà hiểu biết của bà con chúng con thì con tin một điều rằng là hoàn toàn những cái lời nói đó là hoàn toàn là không có căn cứ, một cái lời nói hết sức là mị dân, không có chính xác. Bây giờ thì con nói rằng là cứ mạnh dạn xuống gặp bà con chúng tôi để mà đối chất, để mà đối thoại, thì chúng tôi sẵn sàng cái việc đấy, hoặc là chúng tôi sẽ sẵn sàng việc đấy. Còn lại cái việc mà nói rằng là những cái hộ dân mà đã nhận tiền rồi á, thì những cái hộ dân đó nó là thuộc diện như thế nào? Tức là nó có ba diện. Một diện á là những hộ mà họ lấn chiếm cái đường mương ngày xưa, thì nếu như mà lấn chiếm đường mương thì bây giờ hiện nay họ vẫn có thể là nếu mà là tôi thì tôi cũng vẫn có thể tôi làm được cái việc đó, tôi ra tôi nhận tiền, bởi vì cái đường mương đó không hoàn toàn không phải là đất của tôi. Thì bây giờ cái việc đó nếu như mà là tôi thì tôi cũng sẽ ra. Đó là cái thành phần thứ nhất. Cái thành phần thứ hai nữa là từ trước tới giờ họ không có theo cái đường hướng của bà con đại đa số, cho nên là họ không hiểu được,
họ không hiểu được là bà con đang đi ở cái đường như thế nào. Họ không, thì cái số đích chỉ là số ít thôi. Và cái thành phần thứ ba nữa là cũng là những cái hộ họ rất là nghèo. Họ nghèo mà họ không thể nào làm cái cách khác được để cải thiện cái đời sống của họ, cho nên là buộc họ phải làm như vậy. Và khi mà họ làm như vậy rồi á, thì họ nhìn bà con còn lại ở bằng một cái ánh mắt rất là đại khái như là e ngại, là bởi vì họ đã ký tên như vậy rồi. Thì đó là nhờ trong ba cái thành phần mà con nói là họ không có hoàn toàn đứng trong cái việc mà bà con đang đi. Còn lại thì cái phần trăm mà còn lại chưa ký thì nó rất là nhiều. Thì con nói rằng là nếu mà chính quyền nếu mà muốn á, nếu mà muốn xác thực á, thì cứ mạnh dạn xuống dưới bà con chung còn. Mạnh dạn xuống dưới đây để chúng tôi tiếp xuống thực á, thì cứ mạnh dạn xuống dưới bà con chung còn. Mạnh dạn xuống dưới đây để chúng tôi tiếp, chúng tôi sẵn sàng tiếp. Đó là như vậy. Thì thưa cha, như vậy là con có một cái ý kiến của con như thế này, là vì chúng con là những người mà đã đồng hành với bà con nó trải dài, nó quá rõ rồi. Nhà nước thì quá biết là đồng hành, là chúng con đồng hành với bà con nó tới 19 năm, 18, 19 năm trời, thì năm 99 đến giờ. Cho nên chúng con thừa biết rằng là bà con của chúng con là ai là người mà đứng ở giữa, rồi ai là người đã ký với nhà nước 3 triệu công ty sẽ thầm lừa, mà chúng con đã tố cáo là chính quyền làm nơi mà gạt dân như thế, mua bán ở ngay chỗ ủy ban nhân dân phường 6 là sai, là chúng con đã làm đơn tố cáo một lần rồi. Là công ty xài thàm đấy 3 triệu đấy, ngàn đây chưa lấy còn tiền nào, mà người mình bán ấy, là những người mà nhẹ dạ đó, là bán cho họ mà còn lăn dấu tay nữa, bán thiếu cho họ còn lăn dấu tay, mà buộc phải lăn dấu tay, cái chuyện rất buồn cười. Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai nữa là chúng con biết là họ ai là đã đi không đồng hành với chúng con. Cái thứ hai nữa là trong thời gian vừa qua đó, thì cha biết rồi, đâu có ai tin rằng báo đài nó đúng đâu. Ông A bà B nói là ông chủ tịch phường nói điều này, ông chủ tịch quận nói điều kia, có ai biết là kiểm chứng đúng hay sai đâu. Cho nên việc mà báo chí nói thì con chưa biết rằng có đúng hay sai, mà con nói thật sự ra là bây chẳng ai tin hết á, chẳng ai tin báo chí nữa. Thật sự ra bây giờ con nói với cha là họ mời ra tặng quà, ký tên nhận quà, thì cái ký tên đó nhận quà hay là nhận tiền hỗ trợ đền bù, và cái chữ đó ký đó báo cáo ra bao nhiêu lần vụ vườn rau của chúng con rồi, báo cáo hết lần này đến có lần kia, báo cáo lên thành phố, báo cáo gian phòng, cho nên mới xảy ra tình trạng ngày hôm nay. Nó xảy ra tình trạng này là báo cáo gian, báo cáo không đúng lên thành phố, chứ là thành phố báo cáo lên trung ương không đúng, cho nên mới xảy ra tình trạng 19 năm nay. Và chính cái báo cáo gian đó ngày hôm nay chúng con mới bị tấn công, bị cưỡng chế, bị cướp đất một cách dã man như thế. Chứ còn nếu mà báo cáo đúng thì xin thưa với cha rằng nó báo cáo từ lúc ban đầu chúng con họp với họ, họ phải lập biên bản theo luật định nhé, theo ông Lê Hồng Quân hồi đó ông ký nhé, trên 5 người trở đi khiếu kiện thì phải lập biên bản rồi, đầu cơ quan ban ngành phải lập biên bản rồi, mà lập biên bản xong rồi hai bên phải ký tên vào, cấp dưới giải quyết như thế nào để cấp trên dựa căn cứ vào đó giải quyết được bao nhiêu phần trăm, rồi cấp trên tiếp tục giải quyết. Ông Lê Hồng Quân quý như vậy ký rồi đó, rõ ràng mà, ngày 10 tháng 6 ký rất rõ điều đó. Vậy mà chưa cơ quan ban ngành nào làm đúng thủ tục hết, cho nên vẫn ở dưới nó dối trên, và trên nghe dưới nó dối. Và chính vì vậy con quay trở lại vấn đề mà nói rằng là có 110 mấy người ký, con điều đó con khẳng định không có. Nếu mà thanh tra vô cuộc thì con xin thưa thanh tra cho lại việc vấn đề mà đi dụ dân để ký bàn giao đất bồi thường, hỗ trợ bồi thường, thì con nói là trái pháp luật như từ lúc đó rồi. Đó, cho nên vấn đề này con nói khẳng định với cha và quý đài rằng là điều đó không có đâu. Đúng chú chọn cha, đúng gì khả năng người ấy. Nhà cầm quyền cộng sản này thì luôn luôn họ có những cái hành động rất là buồn cười. Một mặt thì cái lời nói thì tất không có đi đôi với cái việc làm. Rồi vừa đập phá nhà người ta xong, những người già cả neo đơn không có nơi nương tựa, thì đến ngày mùng Tết thì lại mang quà đến cho họ, đúng không? Cái đó là một cái vừa lừa bịp thiên hạ mà nó hành xử một cái kiểu vô trật tự, vừa mới gây ra cho người ta một cái sự đau khổ, rồi ngày mùng một Tết lại làm cái trò người dân mang quà đến tặng, cũng như vấn đề của ông Nguyễn Thiện Nhân, ông đi thăm bên nhà chồng bên nhà Thủ Thiêm,
thì ông nói là giữ lại khu di tích văn hóa lâu đời. Nhưng mà một mặt thì lại đi cướp đất ở bên vùng Đông Lập Hơn. Nó bất nhất lắm. Nhưng mà thưa cha, con hỏi cha như vậy nè, ông Nguyễn Thiện Nhân ông ta nói rằng là giữ lại cái di tích lịch sử Thủ Thiêm, nhà dòng Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm, thì con xin thưa, con thưa hỏi cha rằng ngày hôm nay cha có thấy cái văn bản nào ông Nguyễn Thiện Nhân hay cơ quan chức năng nào của thành phố rằng ký văn bản nào Thủ Thiêm giữ lại không, hay chỉ là miệng nói thôi? Thì cái chuyện miệng nói đó con chưa tìm. Nếu mà văn bản mắt con nhìn thấy rằng có quyết định giữ lại cái di tích lịch sử đó thì con mới tìm. Nhưng mà vấn đề á là ngay cả khi có những cái văn bản để quyết định đó thì chúng ta cũng khoan bồi mập. Vì nó như thế này, cái đất của nhà thờ và nhà chồng mới giá Thủ Thiêm là 5 hectare. Nhưng mà bây giờ họ luôn luôn dùng những cái từ ngữ của kiểu nhà sản cộng sản đó. Giữ lại khu di tích là nhà thờ và nhà chồng thì đâu biết bao nhiêu hectare đó. Có thể là những phần còn lại là chiếm luôn thì sao? Dạ vâng. Đó. Có lại là đâu nói là giữ lại hết tất cả diện tích đất của nhà thờ và nhà chồng đâu? Dạ, vâng. Thì giữ lại nhà thờ và nhà chồng. Rồi còn phần lại có thể đó. Có là rất là nguy hiểm và chúng ta không thể làm lường trước được thì nhà cầm quyền sẽ xử sự như thế nào với dân. Vụ vườn rau vừa qua là thấy một minh chứng rất là rõ ràng về cái cách làm việc bất chấp vô pháp của chính quyền nhà cầm quyền đó. Với lại thưa cha, như thế này, trong một cái bối cảnh ngày hôm nay người ta đang chờ cơ quan chức năng cao nhất của Sài Gòn, của thành phố mình là trả lời cho bà con vườn rau là tại sao đắng người ta mà đất người ta từ 1954 nay, người ta xây nhà cách đây 10 năm rồi, có những căn nhà tư trả ra đến nay mà sao đập hết và gọi là xây cưỡng chế xây dựng trái phép và lấy đất của người ta luôn. Người ta đang chờ câu trả lời đó mà lại đánh lạc hướng qua cái vụ mà để cho tồn tại Thủ Thiêm, tồn tại di tích lịch sử Thủ Thiêm. Người ta đang cần trả lời cái nóng bỏng đây này, thì có phải là đang đánh lừa dư luận không, đánh lừa vấn đề tôn giáo không? Có thưa cha, có phải đánh lừa vấn đề tôn giáo nào? À, tôi đang tốt đẹp vấn đề tôn giáo, đây là một dân cư tôn giáo di cư từ 1954 vào đây, thì nếu nhà nước nếu mà thấy điều đó tốt thì phải bảo vệ cái văn hóa đó, cái văn hóa tôn giáo từ bắt năm tư vào đây, giữ đi theo cụ niệm vào đây để giữ bảo tồn cái văn hóa đó tại giáo xứ Lộc Hưng. Nên tại sao đánh một diện tích mà 50.000 m² đất mà nói là xây dựng trường học? Thưa cha, trường học ở đó có 2 trường học, công viên có cạnh công viên, 12.000 m² đất mà gọi là đất công á, nhà nước không sử dụng đúng mục đích á, thì chia nhau xây trên 300 căn nhà cao cấp. Vậy thì nếu mà nói về mà để mà xây trường học no cho dân thì 12.000 m² đất đó đáng lý ra phải xây trường học mới đúng. Trong cái đất của chúng con sử dụng 4 đời rồi, cướp trong vòng 2 ngày, ngày 14 và ngày 18 sạch. Vậy thì chúng con làm sao mà chúng con không bàng hoàng, nhất bàng hoàng. Và chúng ta chúng con thật sự nghe bên nghe tiếng đập, nghe tiếng ồn cái là chúng con bị khủng hoảng tinh thần rồi, bố con cũng bị khủng hoảng tinh thần. Thưa cha, thì trong cái sự đau thương này chúng ta cũng thấy rằng là rất là nhiều người luôn bên cạnh đồng hành và nâng đỡ cho chúng ta không có cô đơn trên cái hành trình đời công lý này. Thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng bao nhiêu cái sự quan tâm thăm hỏi, mời viếng thăm từ nơi này đến kia cho các anh chị em bà con Thủ Đô Lộc Hưng. Và nhân cái chia sẻ cái việc này cái nỗi lòng con rất là muốn nói. Thật ra thì nhân đây thì con cũng xin nói lên được cái nỗi lòng mà anh em chúng con rất là trăn trở trong những cái ngày tháng vừa qua. Họ chính quyền là những cái người mà đàn áp chúng con, bắt bớ chúng con và khống chế chúng con. Thì con tạm thời cho là họ ghét chúng con. Họ ghét chúng con. Thì song song với cái việc họ ghét chúng con thì chỉ là một cái số nhỏ thôi. Anh em chúng con, bà con chúng con đón nhận một cái số rất lớn tình thương của tất cả các nơi gửi về cho chúng con. Tất cả các nơi, từ những cái người mà chúng con không hề quen biết, cũng là chia sẻ bằng cách này cách khác, chia sẻ lời cầu nguyện, chia sẻ lời thăm hỏi rất là nhiều. Thì chúng con nhận được những cái tâm tình như vậy, thật sự chúng con cảm động vô cùng. Và hoàn toàn họ không biết chúng con là ai cả. Và có thể là
họ chỉ đi ngang qua thôi, họ cũng ồ cô Thi nè, hay là anh Trực nè, anh Chánh nè, xong rồi tự dưng cái họ đồng cảm, họ chia sẻ. Thì đó là cái tình thương mà chúng con nhận được, chúng con nhận được rất là nhiều. Thì qua cái buổi ngày hôm nay thì anh em chúng tôi cũng đại diện, xin được đại diện cho bà con vườn rau Lộc Hưng, xin được tỏ lòng biết ơn và tri ân tất cả những cái tấm lòng đã quan tâm, chia sẻ và cầu nguyện cho bà con vườn rau Lộc Hưng của chúng tôi. Và cũng xin quý vị tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ chúng tôi, tinh thần của chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục đi những cái chặng đường mới trong năm 2018 được thành công hơn. Và qua đây thì xin lỗi là 2019, qua đây thì cũng xin kính chúc cho toàn thể quý vị một năm mới với thật sự là sức khỏe và thật sự bình an trong năm mới 2019. Cảm ơn các anh chị đã có dành thời gian đến thăm chúng tôi và có cái buổi trao đổi trong dịp đầu năm mới này. Chúng tôi xin chúc cho anh chị em vườn rau Lộc Hưng can đảm mạnh mẽ, giống như cái lời Chúa mà anh Trực vừa mới được dặn đó, Lộc Xuân đó, tiếp tục mạnh mẽ can đảm để nói tiếng nói sự thật, can đảm đi con đường đi tìm công lý cho chính mình. Và chúng tôi sẽ hứa luôn luôn đồng hành với cùng anh chị em và con vườn rau Lộc Hưng trên con đường hành trình này. Thưa cha, đây này có một cái câu mà đồng hành với gia đình gặp khó khăn. Dạ vâng, đó là điều này. Và cái câu mà Chúa muốn gửi đến cho bà con vườn rau, chúng con phải đồng hành với người nghèo và người khó khăn. Anh Minh còn muốn chia sẻ điều gì với mọi người không? Dạ vâng. Trả lời chị thì có một điều qua năm mới này thì con mong nhà nước này, là con chỉ đọc cái tờ báo bên Nhật á, chỉ một ông thị trưởng thôi, ông ra lệnh cho điện thoại cho cấp dưới là đi đốt nhà người ta để mà giải tỏa cái căn nhà đó thôi, mà cuối cùng chỉ một năm sau mà cái sự việc đó bị phanh phui ra thì ông phải từ chức. Vậy thì sang năm mới này con muốn đất nước Việt Nam mình phải học hỏi cái văn minh đó của người Nhật đi, để cho đất nước đi lên. Thì ai là người sẽ là chịu trách nhiệm cho cái tính thiếu nhân văn, hay còn gọi là vô nhân đạo, đập nhà đập cửa của người dân chúng con trước ngày Tết như vậy, ngay gần cận Tết như vậy, thì ai là người chịu trách nhiệm cho cái hành vi thiếu nhân văn vô nhân đạo đó? Thì giải thích để cho người dân được hiểu, để cho người dân. Thứ hai nữa là giải quyết cho người dân và cái vấn đề đất đai sao cho nó công bằng, cho nó có tình có lý, công bằng, hợp lòng người lòng dân, để cho mọi người được có được một cuộc sống yên ổn mới tin được vào Đảng và nhà nước, cuộc sống yên ổn như thế mới tin vào Đảng. Vâng, thì ý con là trong năm mới như vậy, và cũng xin là các cha và mọi người thương giúp đỡ cho chúng con. Chúng con sẽ hết lòng tri ân và biết ơn. Rồi, chắc chắn sẽ luôn đồng hành với anh chị em trong một cộng đồng hơn. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi buổi hội đàm đầu xuân của chúng tôi.